Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới khu vực Biển Đông sẽ gây ra mưa lớn tại khu vực Trung Bộ trong những ngày sắp tới. Trước tình hình đó, ngày hôm qua, Sở Xây dựng thành phố ban hành văn bản số 7063 về chuẩn bị các phương án ứng phó nhằm đảm bảo an toàn các công trình hạ tầng kỹ thuật, trong đó đặc biệt chú trọng đến công tác thoát nước trên địa bàn thành phố. Sở Xây dựng đề nghị Ủy ban Nhân dân các quận huyện, các chủ đầu tư, đơn vị điều hành dự án, các đơn vị quản lý hạ tầng kỹ thuật khẩn trương triển khai thực hiện các phương án để đảm bảo xử lý thoát nước, giảm thiểu tình trạng ngập úng, an toàn giao thông, an toàn cây xanh và an toàn điện trong những ngày có mưa bão sắp đến. Đối với công tác xử lý thoát nước chống ngập úng, Sở Xây dựng đề nghị các đơn vị khẩn trương tổ chức thực hiện phương án thoát nước tạm theo phân cấp quản lý. Đặc biệt lưu ý tại những khu vực dân cư chỉnh trang, các tuyến đường khu vực trung tâm thành phố bị ngập úng cục bộ hoặc có khả năng bị ngập úng nhằm đảm bảo thoát nước. Đối với các trạm bơm chống ngập, khu vực Thuận Phước, đường Trương Chí Cương, Nguyễn Xuân Nhĩ, khu vực K20, khu vực đảo xanh cầu Trần Thị Lý, Sở Xây dựng yêu cầu công ty thoát nước và xử lý nước thải kiểm tra nguồn điện, lưới chắn rác, bố trí nhân lực trực thường xuyên theo dõi xử lý kịp thời, đồng thời phối hợp với địa phương chuẩn bị máy bơm công suất lớn, bố trí nhân lực trực thường xuyên theo dõi và xử lý kịp thời tại các khu vực dân cư thấp trũng. Đồng thời các đơn vị lưu ý tập trung theo dõi, chuẩn bị phương tiện nhân lực để kịp thời xử lý tại những vị trí xung yếu về thoát nước đã bị ngập úng trong cơn bão số 5 vừa qua. Thực hiện cái ý kiến chỉ đạo của Sở Xây dựng thì chúng tôi cũng đã rà soát và cho đi kiểm tra và khơi thông lại tất cả các tuyến mương cống trên địa bàn thành phố và triển khai bảo dưỡng duy tu các trạm bơm chống ngập, nhất là trạm bơm Thuận Phước hiện nay tôi đang đứng. Thì cái trạm bơm Thuận Phước này là trạm bơm chống ngập phục vụ cho thoát nước cho cái lưu vực là khoảng 148 ha, là khu vực đường Đông Đa, khu vực đường Quang Trung và cái lưu vực và quanh cái Thuận Phước này. Thì hiện nay là chúng tôi cũng đã triển khai là cho chạy máy bơm khi có mưa lớn. Ngay trong sáng nay, bên cạnh việc rà soát kiểm tra công tác gia cố khơi thông cửa thu nước trên các tuyến đường, kiểm tra các trạm bơm chống ngập, Sở Xây dựng cũng đã chỉ đạo công ty thoát nước và xử lý nước thải khẩn trương hạ mực nước trong các hồ điều tiết xuống mức thấp nhất. Thực hiện cái chỉ đạo của giám đốc Sở Xây dựng, công ty chúng tôi đã tiến hành là xả sớm mực nước hồ của hồ thủy điện hồ công viên 29 tháng 3. Thứ nhất là mở cửa xả để nước mực nước nó hạ xuống và mở tất cả các cửa thu vào để thực hiện công tác điều tiết nước để giảm ngập cho khu vực. Đối với các vị trí khu vực ngập úng do ảnh hưởng của các dự án công trình đang triển khai thi công, các chủ đầu tư, đơn vị điều hành dự án bố trí cán bộ thường xuyên trực tại công trình, triển khai thực hiện ngay phương án xử lý đảm bảo thoát nước tạm thời cho các khu vực đang thi công dở dang, chưa được đấu nối thoát nước hoàn chỉnh, bị ngập úng hoặc có nguy cơ ngập úng. Thực tế, trên nhiều tuyến đường hiện vẫn còn tình trạng người dân bịt kín các cửa thu nước, ảnh hưởng lớn đến việc thoát nước khi có mưa to, gây khó khăn cho cơ quan chức năng trong việc chống ngập úng. Do vậy, Sở Xây dựng Đà Nẵng yêu cầu Ủy ban Nhân dân các quận huyện chỉ đạo Ủy ban Nhân dân các phường xã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia, cùng với các đơn vị thoát nước thực hiện vớt rác, khơi thông các cửa thu nước và kênh mương, cống rãnh, góp phần giảm thiểu tình trạng ngập úng trên địa bàn thành phố.